Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có buổi giám sát về việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2024 đối với huyện Lập Thạch. Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch đã đạt được, đồng thời đề nghị huyện Lập Thạch và chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chỉ đạo các phòng cơ quan chức năng trực thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định tăng cường công khai minh bạch các quy trình thủ tục hành chính văn bản pháp luật đặc biệt là các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai sử dụng tài sản công xây dựng cơ bản các khoản hỗ trợ đóng góp của nhân dân huy động sự giám sát của nhân dân trong việc thực thi chính sách tại địa phương nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo ở cơ sở để kịp thời xử lý giải quyết nhất là những vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp đông người